Không 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 chú. Chú đi vòng vòng vòng. Biết cái máy này. Không không cái đó cháu không biết đâu. Không không cháu. Xin chào quý vị anh chị nha, đây là hình ảnh ga cuối của tuyến Metro 1 Bến Thành Suối Tiên. Nói Suối Tiên chứ đây là qua Suối Tiên một đoạn rồi. Suối Tiên thì ở đằng này này, ở đằng này cứ khoảng một cây mấy hai cây số nữa. Đây là ga cuối, thì hôm nay ngày Chủ nhật Hoàng nhân tiện đi qua đây, thì qua tuyến đường này thì Hoàng quay lại một số hình ảnh cho quý vị anh chị xem luôn. Đó, đây là cái điểm cuối rồi, và phía bên trong là bến xe miền Đông đang thi công, có cầu tháp đó quý vị anh chị. Thì Hoàng đã có một cái video là nói về cái tiến độ bến xe miền Đông rồi nhé, quý vị anh chị cùng còn nếu mà quan tâm thì cùng xem. Thì bây giờ Hoàng sẽ bật camera lên và sẽ quay thêm cho quý vị anh chị khu vực này. Ở chỗ này thì mình phải đi qua chỗ kia một chút xíu, tại vì chỗ kia cấm xe máy. Hôm nay thì không có flycam, hôm nay chỉ có motocam thôi nhá. Hôm nay Hoàng sẽ đi xe máy rồi. Ok, xin chào, kính chào quý vị anh chị và các bạn đã đến với video mới của Đăng Hoàng Vlog. Thì đây là cái điểm 3621 đây, chúng ta có thể quay được rồi đấy. Chỗ này thì xe máy chạy được rồi, Hoàng sẽ cố gắng quay những cái hình ảnh cho quý vị anh chị cùng xem nhé. Đây là một cái công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, tất nhiên là trải qua rất nhiều khó khăn. Hiện nay có nhiều gói thầu cũng đã thực hiện được những tiến độ rất là gần hoàn thành rồi, nhưng mà cũng có những gói thầu thì còn phải làm rất là nhiều việc nữa. Những khó khăn như giải tỏa mặt bằng này, rồi vốn chủ yếu vẫn là vốn, chủ yếu vẫn là khó khăn về vốn rất là nhiều, rất nhiều. Thì như vừa rồi lại có thông tin là thành phố lại phải ứng tiền do để thực hiện dự án, chứ còn ngân sách thì vẫn đang còn trong quá trình giải ngân và cân đối. Những thông tin cụ thể chi tiết thì rất là nhiều báo và rất là nhiều anh chị đã có cái thông tin để đưa tin. Như vậy thì mọi người cũng sợ là sẽ không có kịp cái tiến độ về đích là năm 2020. Bởi vậy mà chúng ta mới gọi là rất là tình hình. Tất nhiên thì chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh thực tế đây này. Những hình ảnh thực tế thì quý vị chỉ thấy đấy là như thế nào. Đã thấy cái hình dáng rồi đúng không ạ? Đã thấy hình dáng rồi là đẹp quá đúng không? Mình đã thấy được. Đúng rồi. Xong rồi. Thấy được rồi. Đây lại có một cái thêm một cái nhà ga này là ngay nhà ga Suối Tiên này. Nhà ga Suối Tiên này thì mình rẽ qua đây đi ra ngoài. Một phần thì hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều công trình dự án đang thực hiện, cho nên có thể là nguồn vốn giải ngân không có đều, không có đủ hết được. Đây thì khu này thì sinh viên là nhiều, tại vì ở đây là gần khu với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ta vừa mới đi qua Suối Tiên, chuẩn bị là đến nút giao thông chậm 2. Đây chắc là cái khu mà để nhà đấy. Nhà để xe. Xe đấy là bán vé gì ấy. Nhân tiện thì quý vị anh chị cũng có thể là xem những cái hình ảnh thay đổi của xa lộ Hà Nội. Đó, những hình ảnh quý vị có thể thấy
thấy là cái đường sắt metro rất đẹp, thẳng tắp, rất là thẳng và rất là đều. Đây là nút giao thông chạm 2. Con chạm 2 bây giờ thay đổi nhiều quá. Nên chúng ta vừa đi qua nút giao thông chạm 2. Thì ở kế bên trái, bên tay trái là khu công nghệ cao này. Báo chí thì lâu lâu biết là có thấy đường cong mềm mại không, đến chỗ này thì vẫn chưa thấy cong tí nào, vẫn đang thấy thẳng thôi. Có mấy cái nhà ga trên kia thì chưa có lắp mái che, cho bây giờ nhà ga này lắp mái che rồi. Nhà ga này là nhà ga ở cổng khu công nghệ cao. Có thể là bị cái hàng cây nó che mất tiêu. Lắp cái khung sườn mái che rồi. Có một đoạn đường cong mềm mại đây. Cong không có mềm lắm. Thì bên trên này quý vị anh chị thấy nó hơi nhô nhô lên đây nhá. Đấy, đoạn nó hơi cong đấy. Rồi, rồi. Em chờ tí xíu nào. Em tiếp tục nha quý vị anh chị. Tiếp tục nha quý vị anh chị. Chạy vô cái lên trong này rồi. Chạy vô cái lên trong này cho nó an toàn thêm tí. Chạy lên ngoài nguy hiểm quá. Đây là trước cổng công ty Coca-Cola rồi, ok. Cái nhà đó, quý vị thấy là có một cái đoạn cong lượn không? Ra thì chỗ cái chỗ cong này không phải là do nhà thầu làm không tốt đâu, không phải là do đơn vị thi công làm không tốt đâu. Cái kiểu thiết kế nó như vậy đó quý vị ạ. Tại vì chỗ này á, là nó tùy thuộc vào cái địa hình này. Cái địa hình chỗ này nó lượn như thế. Đúng không ạ? Đấy, cái địa hình chỗ này nó dốc vậy cơ mà. Nhà thầu này là nhà thầu của Nhật cho nên là cái việc mà công mà xấu thì có đi. Ở chỗ này thì nó hơi cong một tí, nó hơi lượn. Hơi lượn qua, lượn qua là vì là do cái thiết kế của con đường nó như vậy. Hai bên rất là đẹp, mai bố tử.
đó. Đây là ngã tư Thủ Tướng nha. Đây là ngã tư Thủ Tướng mọi người. Đấy, đấy là cái chỗ này, hình như là có một cái trạm, có một cái trạm ở đây chuẩn bị là đang xây dựng chỗ này này đó. Bây giờ mình sẽ đi qua chỗ này. Tiếp tục chỗ từ ngã tư Thủ Đức đi này, ra sẽ đi dọc dọc cái đường đường này, đường song hành với xa lộ Hà Nội, hình như là đường Nguyễn Văn Bá đúng không nhỉ? Đúng rồi, Nguyễn Văn Bá, em vẫn nhớ mà, nhớ là lâu lắm anh chưa đi nhưng mà vẫn nhớ là đường là Nguyễn Văn Bá mà. Hai đường đẹp chưa? Ở đây lại có một cái nhà ga nữa. Nhưng mà nhìn thì ga này thì đang thi công tận mái. Quá mà dành quá đẹp luôn. Chúng ta bây giờ chúng ta đi sang cái nhà, qua cái nhà ga thi công này. Không, chú đi vòng vòng. Không, cái đó cháu không biết đâu. Không, cháu ơi. Đấy, trước mặt quý vị anh chị là cầu Rạch Giếc nhá, thì hôm nay Hoàng chỉ cập nhật cái đến đây thôi. Những cái tiếp theo thì Hoàng sẽ cập nhật ở trong những video sau. Thì rất cảm ơn quý vị anh chị và mọi người đã dành thời gian theo dõi nội dung video cũng như là ủng hộ kênh Đăng Hoàng Vlog trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.